Xin chưa? Chưa đâu. Sao vậy em xuyến được? Giờ làm mấy lon nữa thì em đi mua. Em còn uống rượu nữa đó. Rồi mấy lon nữa. Anh muốn mấy lon thì em chiều. Em chưa xuyến Ok. Chim chim xuống tại bến nha. Mấy đứa kia chưa xỉn mà sao xỉn được? Mấy kia làm sao dám chỉnh được? Thì đó, nó chưa xỉn mà sao em xỉn được? Rồi, bây giờ là anh ra anh làm có bằng nửa thùng nữa chim chuông tại bến nha. Đi mua đi. Ok, Để nó ok. mang bia lên nhanh lên. Ok. Ở được không? À ỏi mà ỏi không được đúng không? Mắc họng được không? Hả? Móc họng đi, anh đã bảo móc họng là sẽ ỏi được.